lại là Phước Sửu đó quý chị ạ. Như Phước Sửu và rất là nhiều khách hàng nhận định, đây là một siêu phẩm luôn nha quý chị, là một căn dinh thự khá hot tại CF Nhà Bè với ba mặt tiền thoáng luôn, view sông cực kỳ đỉnh luôn, nhìn ra một bờ sông thơ mộng hiền hòa và có thể mình bao quát tầm view của nguyên cả cái thành phố Nam Sài Gòn trong tương lai. Đây là loại hình biệt thự có 15 căn dọc theo bờ sông thoáng mát. Mặt tiền trước thì theo phong cách châu Âu, như mọi người nhìn thấy Phước Sửu đang đứng nè, một cái phong cách gọi là bán cổ điển, rất là sang trọng, rộng không quý anh chị. Căn dinh thự được bàn giao là hoàn thiện mặt ngoài, bên trong thô, mới bàn giao cũng khoảng hơn 1 năm thôi, nhưng mà có khá nhiều cư dân đã về ở đúng cái gì ạ. Xung quanh nhà mình thì mình có thể trồng rất là nhiều loại cây như hoa lan, hay thiết kế hồ bơi làm tiểu cảnh, làm tiệc trà thì cực kỳ đẹp rồi. Tầng trên gara thì trong nhà, gara thì để trong nhà nha quý chị, và thiết kế phòng khách cực kỳ siêu độc, siêu đẹp luôn. Với những cái căn dinh thự này thì mình có thể thiết kế gọi là 4-5 phòng ngủ rộng và toilet bên trong. Đặc biệt là có một cái gian phòng dưới hầm nha quý chị, có thể là thiết kế phòng karaoke nè, phòng chiếu phim, hay là rất là nhiều cái gọi là đa chức năng ở dưới tầng hầm mà không ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh. Từ trên cao như mọi người nhìn thấy thì một tầm view gọi là triệu đô phải không cả nhà, hướng nhìn về một công viên thông minh đa giác quan. Và ở nơi đây như quý anh chị biết là công viên đa giác quan với là 4 chủ đề của những loại hoa khác nhau, xuân hạ thu đông, mang đến cho quý anh chị một trải nghiệm cực kỳ hấp dẫn tại gọi là khu đẳng cấp 5 sao này. Thì với ngày hôm nay thì chú Phước Sửu đứng thì vị trí khá đẹp, nhưng mà đối với quý anh chị khi mà những hoàng hôn hoặc là những sáng sớm thì nơi đây sẽ là một nơi bấy cháy, là nơi gọi là check in cực kỳ hấp dẫn. GS là một tập đoàn lớn của Hàn Quốc và có sức nóng lớn đối với Sài Gòn. Nhìn sơ qua về cái dự án này đến 350 hecta, nhưng có khoảng 700 căn biệt thự thấp tầng và còn lại là cao tầng. Nên dinh thự này gọi là cái hàng limited để cho quý vị có thể sử dụng những cái sở hữu những cái căn biệt thự gọi là view sông hàng chỉ có 102 này. Hãy liên hệ cho Phước Sửu theo số hotline bên dưới. Phước Sửu sẽ có nhiều cái sản phẩm siêu phẩm. Và đặc biệt đây là một cái căn siêu dinh thự với ba mặt tiền thoáng, có công viên mặt sau khá thoáng mát để quý anh chị có thể đi co những cái tiểu cảnh cực kỳ hấp dẫn. Và đây là một loại hình 15 căn dọc theo bờ sông, mặt tiền trước thiết kế theo phong cách châu Âu bán cổ điển, và quý anh chị có thể lựa chọn nơi đây một nơi đầu tư an cư và lạc nghiệp. Với mức giá của những cái căn dinh thự này rơi vào tầm khoảng từ là 65-70 tỷ, nhưng mà quý anh chị có thể là nơi đây sẽ một nơi gọi là ở cực kỳ đẳng cấp, bởi vì với những cái căn limited này thì hơn thì giá nó rơi vào đến khoảng từ like, share và subscribe kênh của Phước Sửu để nhận nhiều thông tin mới nhất về dự án Saigon Nhà Bè, và đồng thời có nhiều sản phẩm cực kỳ hấp dẫn trên toàn quốc.